Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của anh, channel Vô Tạc Jimmy. Ngày hôm nay thì quay lại với series game One Piece Đại Chiến, một cái game mình cũng đã từng chơi hồi trước và rất là hay. Hiện tại mình đã ra được hai phần bên cái web này rồi, One Piece Đại Chiến mình thấy cũng khá được. Đồ họa thì nó cũng không có đẹp lắm, nhưng mà về skill thì rất là thật với cái nhân vật của One Piece. Hiện tại thì mình có kênh của mình có một danh sách phát bình luận game One Piece Đại Chiến này, mới có hai video thôi, tại vì mới có hai phần nên mới hai cái. Các bạn muốn xem đầy đủ những video quanh về đại chiến thì có thể vào danh sách phát này để coi đầy đủ. Có gì mình sẽ để danh sách phát ở dưới phần mô tả cho các bạn nhấp vô cái link đó thì sẽ dẫn đến cái danh sách phát này. Ngoài ra thì cũng còn rất là nhiều danh sách phát nữa, các bạn có thể vào đó rồi tự tìm kiếm danh sách phát các bạn thích rồi các bạn coi. Rồi anh em, hôm nay thì mình mới trở lại ngày hôm qua thôi, trở lại làm clip hôm qua thôi. Anh em có ủng hộ rất là ít, cho nên mình mong càng ngày thì các bạn sẽ sớm trở lại ủng hộ mình nhiều hơn. Rồi hôm nay thì cũng chúc các bạn một buổi sáng thật là tuyệt vời, vui vẻ. Trên video thì like, nhấn subscribe, đăng ký kênh cho ủng hộ cho mình, cũng như là kích quảng cáo, những cái quảng cáo ủng hộ mình những cái gói mì hảo hảo thơm ngon, rồi coi như là động lực tinh thần ủng hộ cho mình nha. Còn bây giờ thì mình sẽ tiếp tục với series One Piece Đại Chiến. Dạ yeah. Mình chơi bên server 60 Viola. Rồi anh em có gì thì anh em vào cho chúng mình cũng được, còn không chơi thì thôi coi mình làm clip rồi ủng hộ mình là ok. Đây là hình nền của nó. Game này thì mình nhớ hình như hình nó hơi to, hình như cái hình bên trong nó to lắm chứ nó không có nhỏ đâu. Hiện tại hình này là có Corilea, NL, bà Eva, ông Eva, Mazen Lăng, rồi một số người nữa. Rồi đây là cái đồ game. Cái game này thì nó đồ kia đồ quả nó cũng đẹp, nhưng mà skill rất là thích, rất là cái skill. Nó bị cái gì vậy? Mình là heo. Ok. Đây là thanh hay đang ở đâu? Thanh nhỏ. Nó dài cũng nhỏ rồi. Rồi. À đây là hệ thống mới ngọc. Cái này của mình mới làm cái chơi thôi. Nó còn rất là yếu. Cường quá. À vậy là chúng ta sẽ cường qua cái chằn ná. Chằn ná này của giống như của shop. Lực chiến 8k phải chưa? Rồi vậy là ui thử đăng nhập. Lâu lắm rồi mình chưa có đăng nhập vào. Ui giời, vậy mà vẫn được nhận cái này đầu tiên à. Xác nhận. Ok man. Cái gì vậy? Sao mà nó làm màu dữ vậy? Rồi phó bạn cá nhân. Vậy mình sẽ đi phó bạn ha. Đây là phó bạn của thuyền trưởng mèo đen Kuro. Rồi giết luôn. Skill trong này thì mình thấy rất là đẹp. Ui sao mình đang cưỡi cái con gì vậy? Cái con này là cái con... Ui giời. Cái con gì mà cổ dài như lạc đà mà nó còn cổ dài khủng khiếp. Rung cây thần. Vãi. Eva, Killer. Nói chung là có siêu tân tinh nữa. Urop với lại Killer là siêu tân tinh nè. Rồi có ra băng của râu trắng rồi nè. Rồi vậy đó. Chiến đấu thôi. Gì đây? Vãi cái chướng bi ấy. Trời mất kết nối nữa nha, chơi này cũng bị mất kết nối nha. Đừng nói nít mình mà có ai biết vào chơi nha. Có con đây, có con trâu Mitre trong Imperdown nữa bạn. Rồi để mình vào lại pháp bạn nha. Rồi đây nó tiếp tục giùm mình luôn. Hay quá. Như vậy là mình đang cưỡi đi gặp cái con gì á. Khiêu chiến CP9. Rồi nhá. Yeah. Cho anh em coi chiến đấu nha. Nhờ những đồng đội của mình thì có Luffy, Zoro với lại Sanji rồi. Mày hả con? Thích chơi không? Ui trời, chém gì yếu thế? Đó. Ui trời, trời, ăn đi. Ăn đi. Chưa chết nữa. Có vẻ như giờ tụi nó khát đau rồi. Cái này nổ khí đầy thì mới dùng được. Mới có 20 nổ thôi. Đúng rồi, đánh cho tao nhiều vào. Tao có nổ nhanh, tao đấm cho tụi bay sắp mặt lờ coi. Ui vẫn chưa nữa. Hình như Zoro. Tưởng Zoro có rồi chứ chị. À đây là skill thứ hai của nhân vật chính của mình. Skill thứ ba thì mình vẫn chưa mình quên này, lâu cũng lâu rồi mình chưa chơi. Rồi nổ rồi. Ăn đi. Trời ơi đấm không gãy ngứa cho nó nữa. Ui Zoro kia. Atula hả? Trời ơi là trời. Rồi Senji đá liên hoàn. Ui trời ghê. Ngó. Senji là anh sinh ra chỉ để đá thôi chứ nó làm gì đâu. Rồi vậy là kỹ năng thứ ba của mình khá mạnh. Rồi còn thằng này nữa. Lầy này. Ủa sao Luffy mình nhanh có nổ nhỉ? Giống như là hồi châm nổ. Rồi kéo qua đây chút đã. Rồi ok win. Tí nữa mình sẽ gặp boss thôi. Chắc chắn mình sẽ gặp boss. Ủa cái rương kia xong lụm đi ông nội. Rương vàng nó cho mình mà mình không lụm à.
Rồi mở ra được cái Bigui là cái gì mình cũng không biết. Rồi do giết cái thằng này rồi chúng ta sẽ gặp boss là ông Kuro sao á. Ui sa mạc à, cái vùng đất này như của Crodile. Sa mạc, ăn đi con, ăn đi. Ui sợ anh Sensei trong nhìn trong đây tướng tướng ảnh bảnh trai đó nha. Ui giời cao vãi luôn. Zoro thì nhìn nó hơi lùng, Luffy thì thua xa luôn. Chỉ có nhân vật chính của mình là to con nhất. Ui giời không ai qua được. Mày à con, có nọ rồi đó. Nhân vật chính của mình có thể dùng 3 chiêu nọ. Đúng không? Ủa, cả sát thương mình đầy nữa hả? Cho mình thấy mình. Hiện tại mình đang đánh với một thanh niên cầm súng và một thanh niên cầm kiếm. Trời ơi, cái đấm này nó làm màu, nó xịt khói rồi này nọ. Atula, Atula, không xin nha. Rồi, xem gì đá mới ghê nè. Đá mới ghê này. Tí chắc mình vào chiêu mộ á, chiêu mộ thêm con gì đó chứ sao. À, làm cũng hai phần rồi mà mình chưa có con nào mới. Hay là có mà không mang được ta. Trận hình của mình tối đa chỉ mang được 3 người. Chắc thế, tí mình nghiên cứu cái chỗ này xem sao. Anh em xem nhớ like mạnh cho mình cũng như là cái quảng cáo cho mình nha. Lâu lắm rồi chưa nhận được là sự ủng hộ của anh em lại đấy. Lần này mình quay trở lại làm clip, mong là các bạn sẽ ủng hộ cho mình nhiệt tình. Rồi thuyền trưởng Kuro đã xuất hiện. Đây. Ui trời, quả lựu đạn của nó nhìn hắc ám thế. Ui sao phải sao nó mới quăng quả lựu đạn thôi mà Zoro đã muốn nửa cây. Mình đang chờ để xem chiêu nổ của Kuro nè các bạn. Còn từ chiêu nổ nó là cái gì đây. Lâu ngày rồi không gặp nó mình cũng quên. Chắc cào cấu á. Ui sao cái gì vậy. Ui vai cào cấu. Cào cấu ra đất đai màu mỡ nhô lên. Đất đai ở đâu biết từ đất nhô lên. Nhô lên này. À vậy là chiêu Luffy đánh hàng ngang. Hèn chi mình thấy đấm đứa nó hơi yếu. Hóa ra là đánh hàng ngang. Hồ thú diệp. Hồ thú diệp. Không xin dê. Xin dê chưa có nọ nữa. Đánh ai vậy. Rồi thằng kia chết chắc rồi. Bảo kích lên 2k2. Đây là chiêu thường của Kuro đó bạn. Nãy nó dùng chiêu nọ, dùng chiêu cào cấu đất đai. Từ dưới đất nhô lên đánh mình. Láo thật. Nhân vật chính của mình sắp đa bắn. Trời chết luôn đi. Chết luôn đi. Để mình bắn đừng Kuro. Chiêu thứ ba của anh mạnh lắm đây. Ui trời gần chết luôn. Vãi chưa. Tội nghiệp thằng nhỏ. Rồi nó có nọ nữa kìa. Đất đai màu mỡ. Ui đánh Luffy của anh à. Em liều lắm rồi. Em liều lắm rồi. Quyết. Yeah. Có âm thanh thì chắc nó sẽ hay hơn. Nhưng mà mình âm thanh nó to lắm. Âm thanh nó to lắm. Nếu các bạn muốn bây giờ mình sẽ bật âm thanh cho các bạn coi nha. Cho các bạn nghe thử. Rồi được cái gì đây. Huân chương điện thoại hả. Huân chương DT là huân chương điện thoại chứ huân chương gì. Rồi giờ mình sẽ bật âm thanh lên coi thử nó có gì không. Ồ hình như mình được thêm 5 mi rồi thì phải. Rồi, hoàn thành là chiến lên 12k, nhận được đồng hành điểm đầu nên thành bạn đồng hành mới, mình thấy nó ghi vậy. Đâu đồng hành mới đâu, giờ tướng coi mới biết hay sao. Đây nên đồng đội của mình thì có nhân vật chính Zoro nè, rồi Luffy, Nami mới nè. Nami là nó có nói gì không, đâu nói gì đi bà nội, mình nhớ là có nói rồi mà. À, cái này là âm thanh nè, chúng ta có thể giảm nhỏ lại. Sao tôi nó lắc mình không nghe được gì luôn nhỉ, nó đơ luôn rồi. Rồi mình vào tướng mình coi tiếp đã. Nami nè. Đó, ở dưới đây có Senji nữa nè các bạn. Đó, Senji thì mình mang rồi. Ủa, dưới đây còn nữa hả? Còn nhưng mình không có. Để mình mang Nami vào trận hình coi thử nó đánh thế nào chứ. Ủa có luôn rồi nè, rồi đằng sau à. Ôi ngon vậy thì chơi luôn. Mình cứ tưởng là không được. Tướng đỏ. Ô có thành tựu mới. Chiến đã tăng. Tướng đỏ đi theo không có luôn. Tướng mình tướng cùi quá hay sao á. Cái chi. À quán rượu đây nè. Chiêu mộ. Để mình dành chiêu mộ đi. Đó. Luffy kết hợp thành công. Ủa cái vậy. Đoàn Usopp hả. À vậy là được Usopp. Ôi trời Usopp. Vài cái Usopp. Đã chiêu mộ. À, giờ là chiêu mộ được rồi. Ồ, chấp bờ. Này chúng ta cần đủ cái này chúng ta mới chiêu mộ được. Rồi ok thôi, mình quay lại nha. Cái gì đây? À, được rồi, giờ mình sẽ đi phá bạn để giết cái thằng này. Bashi Hawin, thanh niên trong mùa 1 siêu tân tinh. Thanh niên có thể ăn cái chát quỷ gì mà biến thành cái cây bù nhìn. Ủa cái gì vậy? Phi đánh giờ lon
Hawin phải không ta? Tại mình nhớ là Basil Hawin là cái thế nó đang biến cái con buồn dịch. Quan cảnh cũng là sa mạc nữa. Ui thôi ui thanh niên nào đây? Quá. You don't see no. Nakasete. Rồi. Dập vào đi. Có mấy cái vũ khí gì lạ nè. Giáo gì cây gai. Cái mặt nạ ra đi. You don't see no. Nakasete. Bóng bóng nổ à. Đây là quả bóng bóng. Điểm. Chết không, nó mới cũng nổ kìa. Đó, sao chết. Chưa thật kìa. Rạp quá. Ở đâu nó cũng chỉ có một kiểu. May sấm sét tích điện mày nào. U mất diều hâu kìa. Ghê quá. Ai đối thủ của mình lần này không biết là ai đây. Chắc là mấy anh nhảy dép nữa quá. Chắc ngay mà. Vẫn chưa cái boss. Bây giờ nó cầm súng luôn rồi. Pistol. Đông ra mình còn lầm rồi. Chắc để dành rồi nè. Hồi nãy nhiều đơn xuân nè. Cầm dao. Đã có xe đế. Kiếp mình rồi. Cái này nó bắt nhanh quá dữ. Không cho mình nói. Không cho mình nói. Hồi nãy cầm dao. Cầm kiếm. Nhiều đơn xuân nè. Đã có xe đế. Ăn đi. Rồi. Mày sáng. Về chơi. Hồ thu liệp là gì trời? Cổng thiết sư. Bọn nào ra đây? Đã nói là mấy cái thằng này nó không giải ngứa được cho mình. Boss nó không chịu ra, nó cứ bắt mình đánh với cái thằng này. Hiểu thôi. À có boss, có boss, có boss, có boss phải không? Tôi thấy quan cảnh mới mẹ. Vai mình cứ tưởng ra boss. Rồi nó sẽ giận mình từ nhà. Dẫn mình vô nhà đánh mình. Rồi bọn nhiều đơn xin nếu. Rồi có nọ. Ôi mày ơi, chỉ được 3 thằng rồi. Đó. Thằng đi. Ui, thật vai. Mình chết mình thật vai. Chưa, đánh xong chưa? Đánh xong chưa? Đánh xong chưa? Giao thù mình không hiểu tại sao. Sợ đánh gì vậy? Nhiều đơn xin nếu. Bắt buộc ba. Trời ơi. Không có mà.
油断すんなよ。行くわよ。油断すんなよ。任せて。bắt đầu mình ra bằng cái thuyền ghê cứ điểm, đây là cứ điểm đúng không ạ? Ê, nhặt cái này đấy, nhặt cái này vào đường vô à, hình như là giảm sát thương hay là kỹ năng à? Kỹ năng mới hả? Đây là gì vậy đây? Đạn kích cơ hội trở thành một giam trong kỹ năng mà chúng ta sẽ có kỹ năng số 4 mình chưa có nè, chờ để mang lên nha. 3 3 3 3 3 4 bất khả chi vậy, không phải đâu. Rồi kỹ năng gì nữa cao nữa yeah. Lại gặp cái thằng nhãi nhép nữa rồi. Bot nó đúc ghê, nó kỹ quá. Rồi lại thêm một khung cảnh mới nữa. À win kia, bot kia. Rồi ơi mình được lấp lấp. Đó các bạn, mình đúng không? Mình dùng chiêu đánh bài cao nè. Đánh bài ở mặt cao. Bây giờ để coi mình giờ mình dùng ra mặt cá sẽ thế. Dạy đi. Rồi ơi, bị đánh liền lắm. Ra cái tội đánh bài mà lần không chơi với mình. Rồi nó còn đắp gì hết. Hay nãy giờ nó phải cầm lặng. Ui, vậy là không ra lá bài rồi. Nhiều nọ rồi em. Ủa sao nó không có nọ? Đâu nhiều tấn xuân nè. Thấy nè. Chỉ khóa nhá. Ôi. Này là khi nó phải bao cái mạng lên. Rồi là em. Đánh đi mày. Nó bị gì ấy? Nó bị đơ đơ bây giờ mấy lần rồi đó bạn. Rồi tiếp tục không ra lá bài. Đồ tao à. Chân của mày đi chứ. Không nghe được sao. Yêu đang xin nếu. Giờ nó biết đâu không. Mà cá sẽ thế. Đánh hai thằng cuối sau à. Ngon. Đây, quên lá bài nữa. Hậu hậu thằng. Ui tao. Mình đã cố gắng yếu mất cả anh sẽ được chịu nổ. Nó không dừng. Bình thường tao là cái giá sẽ giảm rất là đau đớn đấy. Tao không có sợ. Rất là đau đớn. Không nghe này. Ra đây. Đánh xuân này ô. Chết nè. Cá sẽ thế. Đâu, bye bye. Cuối cùng cũng win. Rồi, win rồi. Được 3S. Ui, quá phê. Mình quê là mình cường quá lên này nọ cho mình nó ít bữa đi thì mình chết thảm hơn. Bộ bản thân quá trời luôn nè. Rồi, mình thấy cũng dài rồi. Có gì bữa mình sẽ làm tiếp về. Tiếp theo mình sẽ đánh với Oppo nữa nè. Oppo cũng là một trong 11 siêu tân tinh luôn. Đeo thưởng. Tức là mình cũng đã được đo... mình cũng được đi truy nã đó. Điểm phí. Điểm. À cái này là chúng ta sử dụng vũ bộ. À bắn cái gì vậy? À bắn mấy con à, Luffy. Bắn Luffy. Nhiều đạn quá nè. Bắn tùm lum đó lạ đi. Ai chỉ chung. Thằng nào nó cũng xuất hiện mà. Đây, trời. Cái gì vậy? Sở thành công. Và tham. Tiền, hoa tiêu và đánh. Đây được đầu. Rồi, mình làm clip tiếp. Mình sẽ đánh với Oppo. Bây giờ thôi, clip cũng dài rồi. Mình cũng kết thúc ở đây. Mong là anh em ủng hộ cho series WinBee đại chiến này của mình. Như là quên like video, đừng subscribe, đăng ký kênh. Và đừng quên bỏ quảng cáo cho mình. Họ mình với mì hảo thơm ngon đã đạm rồi.
mới chưa? Cũng chưa có. Dây chuyền là cái gì? Tủ mình có rồi. Này tí đúng không? À có giày chưa có nè. Đó. Áo này chưa có nè. Đó, mang giáp vào. Bộ này mới mang rồi. Tiếp theo là Luffy. Luffy mới mang cái vũ khí của Bob. Cái này vật công 40 điểm. Ví dụ cái chằn ná này là cũng 40 điểm. Bằng nhau thôi phải mang. Này 115 điểm. Ui giời, mang vào ngay. Vậy. Nhân vật xạ thủ và sát thủ. Xạ thủ mới mang được thôi các bạn. Này là nhiều, này là mặt công của Nami rồi, chắc chắn. Này thì chiến sĩ nè, vật công 2k luôn. Trời ơi, 2k luôn mang được không? Rồi rồi, không đủ cấp rồi, chiến này mà cấp 30. Cái dây chuyền có điều kiện không? Dây chuyền thì mình mang lại cho những chân đấy. Ok. Ủa đâu rồi? Bay đâu rồi? À đây đây rồi. À nhận chiến tăng rồi nè. Hãy chào tạm biệt tất cả bạn nha. Nhớ like, subscribe cho kênh, hỏi bạn cũng như là cho quảng cáo, hỏi cho mình nha. Ok, ngày hôm nay những clip của mình thì các bạn cũng nhớ ủng hộ mình đầy đủ. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều.